em vào đây lấy làm gì? Cán bộ ơi! Cán bộ nói hết rồi nhờ? Bộ đâu rồi? Lúc tìm mà không thấy đâu nhờ? Cán bộ ơi! Ôi! Anh gì ơi! Quyên ơi! Qua ơi! Không hết rồi nhờ? Bây giờ ấy, cái vụ đất đai nó như nào ấy nhỉ? Bây giờ đất của bọn tôi đang như thế đúng không? Đang canh tác bao nhiêu năm rồi mà bây giờ tiên đùng cái lại bảo thu hồi với cả thu nhất di rời là như nào? Tiên về đất đai như thế canh tác kiểu gì? Con cái đi học thì ăn uống bằng cái gì? Chết đói à? Việc này bên trên chúng tôi đã có quyết định, các bác cứ việc thi hành. Đúng rồi, chúng tôi đã đưa ra thông báo. Các bác không chịu đọc kịp sáng sớm ạ, đến đây phàn nàn. Mời các bác ký vào đấy với chúng tôi. Ui, tôi không biết à, chúng tôi không biết gì hết. Thôi, ăn cái gì tôi không ký đâu. Đưa đây, đã được ký việc, cán bộ. Anh chị xem lại hợp đồng đi. Cái hợp đồng này chúng tôi đã ký kết với bên anh chị rồi. Bây giờ đưa máy móc vào thi công thì lại có người dân ra ngăn cản. Anh chị xem lại như thế nào đi. Làm việc thế này là không được đâu đấy. Chúng tôi đã rất cố gắng. Tuy nhiên, vẫn còn một vài hộ dân không chịu gì rồi. Mong các anh chị cho chúng tôi thêm thời gian. Thời gian gì mà thời gian, chúng tôi đã ký kết rồi, anh chị cứ thế mà thi hành. Người dân có lẽ là không hài lòng với mức giá hiện tại. Tôi mong là công ty sẽ nâng mức giá lên và một vài đồng lẻ sẽ không đáng gì so với bản hợp đồng. Nâng là nâng thế nào được? Với mức giá như vậy là quá hợp lý rồi. Khi nâng lên thì dự án chúng tôi sẽ không được thi nữa. Tôi yêu cầu anh chị là giải quyết nhanh vấn đề để chúng tôi cũng đưa máy vào thi công, không là chậm dự án của chúng tôi. Anh chị có làm được không? Nếu mà không làm được ý, thì chúng tôi rút dự án, khỏi phải làm việc gì nữa cả. Chào mọi người. Mới sáng sớm mà thấy mọi người mệt mỏi thế. Công việc bên doanh nghiệp dạo này thế nào? Chán lắm đồng chí ạ. Dạo này người dân cứ hay đến đây kiểu nào mà họ không chịu ký kết cái bản hợp đồng di rời đất. Mong là may đồng chí về, mong đồng chí giải quyết vấn đề này. Đúng rồi, đồng chí xưa nay là bà con, đồng chí nói bà con hẳn sẽ nghe. Tôi có được tiếng gì đâu, chỉ là tôi biết lắng nghe ý kiến của người dân thôi. Chắc bên doanh nghiệp người ta dạo này cũng bức xúc lắm đúng không? Vậy rồi bây giờ anh Quang liên hệ với bên doanh nghiệp và người dân. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp vào thứ bảy tuần này. Còn bây giờ tôi phải qua bên người dân để lắng nghe ý kiến của họ xem như thế nào. Muốn gặp giám đốc chúng tôi không dễ đâu. Nhưng mà anh chị cứ sắp xếp thời gian đi. Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian cho anh chị gặp giám đốc và chủ đầu tư của chúng tôi. Nhưng mà anh chị phải làm việc sớm đi, không là chúng tôi hủy hợp đồng đấy. Được rồi. Xin chào bà con. Hôm nay theo nguyện vọng của bà con thì tôi có mời bên doanh nghiệp đến để chúng ta cùng giải quyết cái vấn đề di rời đất cũng như là đền bù cho bà con. Thì về phía doanh nghiệp thì tôi xin giới thiệu anh Quyết là giám đốc của công ty. Xin mời. Có gì không? Còn phía bên nhà đầu tư thì có anh Khoi Sa đến từ Campuchia. Nhà đầu tư vừa chào bà con này. Thì sau đây thì bà con ai có ý kiến gì thì chúng ta đứng dậy nêu ra để mọi người cùng giải quyết vấn đề. Xin mời bà con. Bây giờ nhá, tôi ý kiến của bà con như này là bây giờ thì vấn đề đầu tiên ấy chỉ có tiền thôi. Chúng tôi phải quan tâm mỗi tiền là như nào cho nó rõ ràng thôi. Nhiều hay ít thì tôi cũng không biết đâu, nhưng mà cái gì nó phải rõ ràng. Rõ ràng mới làm giải quyết được vấn đề. Đấy. Nên là bây giờ cứ giải quyết nào doanh nghiệp nó nào không cho nó chuẩn vấn đề tiền nong là được. Được chưa? Đấy, bây giờ xin mời anh cán bộ anh nói lại với doanh nghiệp xem nào. Cảm ơn ý kiến của bà con. Thì sau đây tôi xin nhắc lại một số cái vấn đề mà bà con đang thắc mắc cho doanh nghiệp biết. Là đầu tiên là cái vấn đề về đền bù đất cho bà con sao cho thỏa đáng. Thì sau đây tôi xin mời bên doanh nghiệp có ý kiến. Vâng, kính thưa bà con, theo như nghị định 43 luật đất đai năm 2013 thì
và cùng kết hợp với luật giá đất của Sở Tài nguyên và Môi trường, chúng tôi đã đảm bảo cái mức giá đền bù đất một cách thỏa đáng và đảm bảo an sinh xã hội cho bà con. Hơn nữa, cái dự án này của chúng tôi đã góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh và đảm bảo công an Việt Nam cùng tới bà con. Mong rằng bà con sẽ suy xét với những cái đề nghị này của chúng tôi. Ông nghĩ thế nào? Nói hiểu không? ICC, nghị định của Trung Quốc là cái gì? Làm hiểu gì cả, không biết gì. Mọi người thì cũng vừa nghe ý kiến của bên doanh nghiệp. Thì theo bản thân tôi thì thấy về vấn đề đền bù đất đai thì giá cả như thế là cũng hợp lý rồi. Về vấn đề việc làm thì sau khi mà nhà máy được hoàn thành thì sẽ tạo ra rất nhiều công ăn việc làm cho bà con của chúng ta ở trong địa phương, thì nâng cao thu nhập hơn so với việc là phải làm nông nghiệp. Thì bà con thấy như thế nào? Nhưng mà vẫn còn vấn đề nữa. Tôi xin trình bày vấn đề nữa nhé, là như này. Bây giờ là tiền năm thỏa đáng đúng không? Nhưng mà bây giờ xây xong như thế rồi, tôi thấy ở bên xung quanh như kìa, chúng nó cứ xây xong nhà máy to đùng ra, xong bắt đầu lại ô nhiễm này, ô nhiễm kia, môi trường các kiểu ô nhiễm. Thì bây giờ tôi sang năm tôi ung thư tôi chết ở đấy thì làm sao? Ai lo cho tôi, đúng không? Bây giờ phải cam kết như nào cho tôi còn an toàn, tôi còn sống chứ. Các anh thử nói xem thế nào. Bên tay nhà này nhóm các bạn được chất cộng đạm đài vì bố mẹ bất kỳ mẹ phá phá phong chỉ khai khai trong cuộc sau cặp hiệu được bảo vệ trí tròn nhóm nằm miền bị thi khẩm ca tạo sài chung nội nít chua tạo đo và chia bố rọt trong lòng thư bậc thái đảm bay ở các bạn được. Vâng, thật sự thì cái vấn đề môi trường là một vấn đề rất là lan giải, không chỉ là đối với doanh nghiệp chúng tôi mà cũng vấn đề của tất cả các doanh nghiệp khác. Và chúng tôi đã quyết định là áp dụng công nghệ cao về việc xử lý môi trường và chúng tôi sẽ đầu tư vào xử lý hệ thống HACCP để đảm bảo môi trường cho bà con được làm việc trong môi trường thuận lợi và an toàn nhất. Mong rằng bà con sẽ đồng ý với ý kiến này của chúng tôi. Mọi người có thể bình tĩnh, im lặng để cho tôi có ý kiến không ạ? Thì tôi xin tóm gọn cái ý kiến mà của doanh nghiệp như thế này. Tuy là nhà đầu tư là người nước ngoài nhưng người ta cũng rất quan tâm đến cái vấn đề môi trường ở địa phương mình. Đây là một dự án lớn, người ta đầu tư rất nhiều tiền vào các vấn đề để giải quyết về môi trường, không khí và rác thải. Và mọi người cũng thấy là hiện tại thì bên phía doanh nghiệp đã triển khai cái công việc là trồng cây xanh quanh nhà máy. Tôi xin cam kết với mọi người về cái vấn đề môi trường, nếu có vấn đề gì thì tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chúng ta sẽ có một cái hợp đồng ký kết về cam đoan với mọi người giữa doanh nghiệp và địa phương trong cái vấn đề môi trường. Rồi thì các anh đã nói như thế rồi thì tôi chắc là chúng tôi sẽ ký cam kết để cho các anh dùng đất thôi. Chứ nhưng mà các anh nói gì thì các anh phải làm được. Tôi chỉ mong các anh nói như thế thôi.